Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Hôm nay thứ Sáu, ngày 6 tháng 6 năm 2014, bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Các học giả khẳng định Việt Nam là quốc gia có đầy đủ bằng chứng pháp lý và lịch sử trong đấu tranh với Trung Quốc trên Biển Đông. Bộ Công Thương công khai tới người dân hoạt động kinh doanh xăng dầu và điện, hai mặt hàng thiết yếu luôn được cho là có nhiều mập mờ nhất hiện nay. Các gia đình có thân nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn thảm khốc tại Thái Lan, từng ngày ngóng trông đón nhận thi thể người thân về an táng dù không còn được nguyên vẹn. Mỹ và Anh ra tối hậu thư cho Nga về vấn đề Ukraine và Nga có một tháng để thực hiện, nếu không sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt tiếp theo. Câu chuyện của một thiếu nữ Pakistan, người suýt bị chính người thân của mình giết chết để bảo vệ danh dự gia đình chỉ vì cô dám kết hôn với người mình yêu. Mở đầu là thông tin về thời tiết. Hai ngày nay thì người dân Bắc Bộ được hưởng bầu không khí mát mẻ do không khí lạnh tăng cường đem đến. Còn người dân Nam Bộ thì cũng đang sống trong những ngày đầu mùa mưa khá là dịu mát. Theo các chuyên gia khí tượng, dịp cuối tuần kiểu thời tiết dễ chịu này sẽ còn tiếp tục được duy trì tại cả hai khu vực trên. Trong khi đó thì tại miền Trung, nắng nóng sẽ vẫn tiếp tục duy trì. Trong hai ngày cuối tuần, những cơn mưa sẽ tiếp tục duy trì tại khu vực Tây Bắc Bộ và lan sang các tỉnh miền núi phía Đông Bắc Bộ như Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn và cả Lạng Sơn. Nhiệt độ tại Bắc Bộ trong cuối tuần chỉ dao động từ 32 đến 34 độ C. Vùng núi do lượng mưa nhiều hơn nên nhiệt độ có nơi dưới 30 độ C. Còn tại Nam Bộ, sau 15 giờ chiều, những luồng gió Tây Nam hoạt động mạnh dần, đẩy một lượng hơi ẩm khá lớn vào đất liền. Mây đối lưu nhanh chóng hình thành gây mưa dông từ Cà Mau lan dần sang các nơi khác trên toàn vùng. Điều cần lưu ý là tại những vùng có mưa trên khắp cả nước, thời gian này đều đi kèm nguy cơ lốc xoáy, gió giật mạnh khá nguy hiểm, nên hạn chế ở ngoài trời khi mưa dông diễn ra. Trong khi đó, các tỉnh miền Trung vẫn phổ biến nắng nhiều, với mức nhiệt trưa chiều duy trì ở ngưỡng từ 35 đến 37 độ C. Nắng nóng chỉ tạm thời suy giảm, nhưng nền nhiệt vẫn còn ở mức cao, trong khi độ ẩm lại thấp, chỉ khoảng từ 40 đến 50%, dẫn đến tình trạng nước bốc hơi mạnh, làm các ao hồ, sông suối cạn kiệt. Tình trạng khô hạn vẫn chưa có dấu hiệu được cải thiện. Thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa nhận được từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển và Cục Kiểm ngư thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vào cuối giờ chiều nay. Ngày hôm nay, tại khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan 981 trong vùng biển nước ta. Các tàu cá của Trung Quốc tiếp tục tổ chức thành từng tốp, ngăn cản quyết liệt các tàu của Việt Nam. Chưa nói, tàu Trung Quốc còn ném cả đá và chai lọ sang tàu của ta. Vào sáng nay, thì các tàu cá của Trung Quốc gồm 35 đến 40 chiếc được sự hỗ trợ của hai tàu hải cảnh đã ngăn cản, đẩy ép và ném đá, ném chai lọ sang tàu Việt Nam. Nhiều tàu cá của Trung Quốc có trọng tải rất lớn đã tham gia để tăng khả năng ngăn cản và đâm va các tàu của ta. Các tàu của Trung Quốc gồm tàu hải cảnh, hải tuần, hải kéo, tàu vận tải, đặc biệt có sự tham gia của số lượng lớn các tàu cá vỏ sắt đã tổ chức thành từng tốp, ngăn chặn quyết liệt hơn. Ở khoảng cách từ 9 đến 11 hải lý và thậm chí là sẵn sàng hú còi, đâm va và phun vòi rồng vào các tàu cảnh sát biển và kiểm ngư. Tuy nhiên các tàu của ta vẫn bình tĩnh vòng tránh kịp thời. Mặc dù bị tàu cá Trung Quốc ngăn cản quyết liệt nhưng các tàu cảnh sát biển và kiểm ngư vẫn kiên trì đấu tranh cách giàn khoan 981 từ 9 đến 11 hải lý. Các tàu cá của ngư dân tiếp tục bám ngư trường đánh bắt thủy sản, tổ chức đấu tranh cách giàn khoan khoảng từ 25 đến 30 hải lý. Bằng luật pháp quốc tế, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan 981 ra khỏi vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam là biện pháp kiên định mà Việt Nam vẫn đang duy trì từ khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan 981 đến nay. Với đầy đủ bằng chứng pháp lý và lịch sử, Việt Nam hoàn toàn có thể chứng minh chủ quyền với quần đảo Hoàng Sa. Điều đó cũng có nghĩa là Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để thắng kiện khi đưa vụ Trung Quốc hạ đặt giàn khoan 981 trái phép ra tòa án quốc tế. Đây là nhận định được các học giả đưa ra tại buổi tọa đàm Biển Đông Hợp tác và Phát triển Bền Vững được Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức vào chiều nay. Theo các học giả, với các ghi chép và bản đồ còn lưu giữ được, thì chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa được xác định ít nhất từ thế kỷ 17 dựa trên những quy định của luật pháp quốc tế. Trung Quốc đã dùng vũ lực để xâm chiếm nhiều đảo thuộc quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam. Ngoài ra, yêu sách về đường chín đoạn mà Trung Quốc đưa ra chiếm tới 75% diện tích mặt nước Biển Đông.
và ôm trọn hai quần đảo là hoàn toàn không có cơ sở, cả pháp lý lẫn lịch sử. Đây sẽ là điểm yếu của Trung Quốc khi Việt Nam kiện ra tòa án quốc tế. Có một cái hội nghị hai quần đảo đó là thuộc Việt Nam, chủ quyền không thể chối cãi được. Sau bỏ phiếu 48/51, thế là về Việt Nam, chúng ta có một cái văn bản pháp lý mà với 51 thành viên tham gia, mà 48 quốc gia là đề nghị là do Việt Nam quản lý. Các học giả cũng cho rằng việc Trung Quốc hạ đạt giàn khoan 981 là biểu hiện của một cuộc xâm lược tổng hợp trên tất cả các mặt kinh tế, chính trị, quốc phòng. Trong khi những giải pháp chạy đua vũ trang hay kinh tế, Việt Nam khó có thể ngang bằng các quốc gia khác trong khu vực như Philippines, Indonesia, do Việt Nam không có hậu thuẫn. Nhưng các bằng chứng pháp lý và lịch sử thì hiện nay Việt Nam tiến xa hơn hẳn các nước. 981 là một hành vi chưa có tiền lệ của một cuộc chiến tranh, chưa có tiền lệ của cuộc xâm lược, chưa có tiền lệ trong lịch sử loài người. Bởi vì nó được lập trình từ rất lâu, từ năm 49 khi thành lập nước Cộng hòa dân Trung Hoa. Nó bởi vì nó là biểu hiện của cái mộng đại Hán và một giấc mộng, đó cái máu đại Hán bành trướng. Hiện nay Việt Nam chưa có nghị định cụ thể hướng dẫn luật biển năm 2012. Điều này đang khiến cho việc quản lý tàu bè giao thương trên vùng biển nước ta gặp nhiều khó khăn. Đây cũng là kẽ hở mà Trung Quốc đang lợi dụng để bành trướng. Các học giả ủng hộ mạnh mẽ việc đấu tranh đòi Trung Quốc rút giàn khoan 981 bằng luật pháp quốc tế. Phương thức này đang được cộng đồng quốc tế ủng hộ mạnh mẽ. Và đây cũng là cách thức đấu tranh đúng đắn nhất và duy nhất mà nhiều học giả thế giới nhận định Việt Nam đang duy trì rất tốt. Thương hiệu biển không chỉ biểu hiện cho hình ảnh một quốc gia giàu về tài nguyên biển, mà còn có lịch sử văn hóa biển lâu đời. Do vậy, việc xây dựng thương hiệu biển Việt Nam trong hội nhập quốc tế hiện nay phải gắn liền với chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Đây là một trong những nội dung chính của Diễn đàn Thương hiệu biển Việt Nam lần thứ 6, được Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức vào sáng nay tại Hải Phòng. Tại diễn đàn, các đại biểu đều khẳng định diễn đàn thương hiệu biển lần thứ 6 là dịp để thể hiện sự đoàn kết, đồng lòng trong quản lý, sử dụng tài nguyên biển đảo phù hợp với luật pháp quốc tế. Để Việt Nam trở thành một quốc gia mạnh lên từ biển và giàu từ biển đến năm 2020, cần xây dựng các sản vật biển có giá trị và tính cạnh tranh cao, đảm bảo an toàn an sinh xã hội, phát triển hiệu quả, bền vững, góp phần chung tay cùng cả nước khẳng định chủ quyền và bảo vệ lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc. Với tình hình diễn biến trên biển hiện nay, việc tăng cường quản lý biển và hải đảo càng được chú trọng đến các yếu tố quốc gia, yếu tố khu vực và quốc tế. Nghĩa là phải tạo được một trật tự pháp lý trên vùng biển quốc gia, đồng thời phải hỗ trợ khả năng hội nhập quốc tế phù hợp với tinh thần của các luật biển Liên Hợp Quốc năm 1982. Gần một tháng sau khi tham gia đánh bắt tại ngư trường truyền thống ở Hoàng Sa, khu vực mà Trung Quốc vừa hạ đặt trái phép giàn khoan 981, hai ngày hôm nay, nhiều tàu xa bờ của ngư dân các tỉnh ven biển miền Trung đã về đến đất liền. Với những ngư dân trên các chuyến tàu xa khơi lần này, chuyến đi biển vừa qua rất có ý nghĩa, bởi đó không chỉ đơn thuần là một chuyến vươn khơi đánh bắt, mà còn là chuyến đi tham gia bảo vệ ngư trường, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Gần một tháng đánh bắt tại ngư trường truyền thống gần khu vực Hoàng Sa, hôm nay con tàu QNA-90747 vừa về đến cảng Kỳ Hà, tỉnh Quảng Nam. Với 10 ngư dân trên chuyến tàu này, có lẽ chuyến ra khơi vừa qua cũng là đợt đi biển gian nan, thử thách trong cuộc đời. Không chỉ bởi thời tiết xấu, mà còn do bị tàu cá Trung Quốc quấy phá, ngăn cản, giật đuổi. Tuy nhiên, với quyết tâm bám biển, tàu QNA-90747 vẫn kiếm được nguồn thu nhập đáng kể. Thì thời gian điều lợi thì nói chung tàu mình vào quỹ có cỏ đoàn nay mới là thu nhập cũng có, rằng mấy chuyến vừa rồi là lộn doanh thu cũng có, cũng được. Đợt ra khơi vừa rồi, huyện Núi Thành có 15 tàu có công suất lớn, từ khoảng 200 đến hơn 700 mã lực. Các tàu đi thành từng đội hình, theo từng tổ, đội, đoàn kết sản xuất trên biển. Đặc biệt, các đội tàu của địa phương cũng đã trực tiếp đánh bắt ở khu vực cách vị trí Trung Quốc đặt giàn khoan 981 trái phép khoảng 10 hải lý. Có trường hợp tàu cá của ngư dân Núi Thành đã bị tàu cá Trung Quốc đâm hư hỏng. Còn tàu QNA-91559 này là một minh chứng rõ ràng cho hành động hung hăng và vô nhân đạo của các tàu cá Trung Quốc. Cố tình ủi mình. Nhưng mà mình coi như là tàu mình nhỏ là mình coi như là hạn chế, coi như là mình phải né tránh thôi. Chứ còn nếu mình chạy tốc độ của nó là không kịp nó được. Khó khăn, bất chắc là vậy.
Nhưng với những ngư dân Quảng Nam, sau chuyến đi biển dài ngày, họ càng có thêm nhiều kinh nghiệm để tiếp tục ra khơi bám biển. Và họ sẽ trở lại ngư trường trong thời gian sớm nhất. Đi chuẩn bị lấy đó đi mà, chuẩn bị lấy đó đi rồi mình đi thì mình ra mình vẫn giữ bình thường của mình thôi. Dòng sắp đánh thì chúng tôi cũng vẫn tiếp tục đi ra khơi để bám biển và đánh bắt. Vừa sản xuất trên biển, vừa đấu tranh bảo vệ ngư trường là nghĩa vụ thiêng liêng của các ngư dân lúc này. Họ sẽ tiếp tục cùng với các lực lượng chấp pháp của Việt Nam quyết tâm bảo vệ vững chắc ngư trường truyền thống cũng như vùng biển chủ quyền của Tổ quốc. Chiều nay mùng 6 tháng 6, Bộ Tài chính phối hợp Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tổ chức trao tiền tạm ứng bồi thường thiệt hại cho đại diện các doanh nghiệp bị đập phá tại Bình Dương với tổng số tiền là 114,7 tỷ đồng. Đại diện các tổ chức nước ngoài và doanh nghiệp bị thiệt hại đã bày tỏ sự hài lòng trước những giải pháp thực tế của Chính phủ Việt Nam. 113 doanh nghiệp bị thiệt hại đã được các doanh nghiệp bảo hiểm tạm ứng tiền để nhanh chóng giải quyết khó khăn và khôi phục sản xuất. Cụ thể, 87 nhà đầu tư Đài Loan đã được tạm ứng số tiền 59,5 tỷ đồng, 3 nhà đầu tư Singapore được tạm ứng 28,3 tỷ đồng, 4 doanh nghiệp Hồng Kông được tạm ứng 21,8 tỷ đồng. Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, mặc dù số tiền tạm ứng không nhiều nhưng đã thể hiện quyết tâm của Chính phủ Việt Nam trong việc đảm bảo môi trường đầu tư. Đại diện các nhà đầu tư đã rất vui mừng, bày tỏ sự hài lòng đối với các giải pháp và hành động cụ thể của Chính phủ và các cơ quan liên quan, đặc biệt là các doanh nghiệp bảo hiểm. Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng khẳng định, Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ và giải quyết khó khăn cho các doanh nghiệp để ổn định và phát triển sản xuất, đồng thời thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, lấy lại lòng tin của các nhà đầu tư nước ngoài. Hiện tại, các doanh nghiệp tại Bình Dương đã cơ bản khôi phục lại sản xuất. Trung Quốc đang tăng cường và mở rộng chương trình hiện đại hóa khí tài quân sự với chi tiêu quốc phòng ước tính vượt qua 145 tỷ đô la Mỹ vào năm 2013. Đó là nội dung của bản báo cáo dài 96 trang của Lầu Năm Góc trình lên Quốc hội Mỹ vào ngày hôm qua. Báo cáo cũng nhận định Trung Quốc đang đạt được những bước tiến vững chắc trong việc tăng cường năng lực quốc phòng. Theo đó, chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc dùng để trang bị máy bay không người lái, tàu chiến đấu cơ, tên lửa và vũ khí mạng cao hơn 21% so với con số 119,5 tỷ đô la Mỹ mà Bắc Kinh công bố. Báo cáo nói Trung Quốc đang rất chú tâm cho việc chuẩn bị những xung đột tiềm tàng có thể nổ ra ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, với ví dụ là một cuộc tập trận hồi tháng 10 của nước này ở biển Philippines. Theo Lầu Năm Góc, đó là cuộc tập trận hải quân lớn nhất trong lịch sử quân sự Trung Quốc. Báo cáo được công bố vài ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel có những lời lẽ mạnh mẽ một cách khác thường, cáo buộc Bắc Kinh gây bất ổn trong khu vực khi theo đuổi những tuyên bố chủ quyền vô lý của nước này. Trung Quốc hiện đang gây sự với hầu hết các nước láng giềng vì các vấn đề lãnh hải và lãnh thổ. Lầu Năm Góc cũng nhắc lại những cảnh báo về các vụ xâm nhập trên mạng của Trung Quốc. Báo cáo còn nhắc tới những tiến bộ của Trung Quốc trong công nghệ máy bay tàng hình và cảnh báo Bắc Kinh có thể vượt qua Mỹ về công nghệ này trong tương lai. Trước đó, hồi tháng 2 năm 2014, báo cáo của Học viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế cho rằng việc tăng cường sức mạnh quân sự của Trung Quốc khiến các quốc gia châu Á cũng phải nới rộng ngân sách quốc phòng trong năm 2013. Sáng nay mùng 6 tháng 6, tàu đổ bộ GDS Kunisaki thuộc lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản cùng Hải quân Mỹ, Úc đã cập cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng, khởi động chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2014 với nhiều hoạt động hợp tác trao đổi về chuyên môn tại Việt Nam. Tàu đổ bộ Kunisaki tới Việt Nam với 400 thủy thủ đoàn đa quốc gia gồm Nhật, Úc và Mỹ. Thủy thủ đoàn sẽ tổ chức và tham gia một loạt các hội thảo liên quan đến vấn đề cấp cứu, chăm sóc các chấn thương trên chiến trường, về chăm sóc phục hồi cho bệnh nhân bỏng, nhiễm khuẩn, an toàn trong truyền máu diễn ra tại các bệnh viện lớn ở Đà Nẵng. Ra đời ngay sau thảm họa sóng thần 2004 tàn phá nặng nề nhiều khu vực Đông Nam Á, chương trình Đối tác Thái Bình Dương có trách nhiệm thực hiện các hoạt động hỗ trợ nhân đạo do quân đội chỉ huy để đối phó với các thảm họa do thiên tai gây ra. Sau hơn 10 năm ra đời đến nay, chương trình Đối tác Thái Bình Dương đã cung cấp hoạt động chăm sóc y tế thật sự cho khoảng 250.000 bệnh nhân cũng như hoàn thành 170 dự án xây dựng, giúp phát triển hạ tầng khắp nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Không ít lần dư luận băn khoăn khi mà mặt hàng điện và xăng dầu tăng giá liên tục và ở mức cao của mặt hàng điện và xăng dầu. Hoạt động kinh doanh của hai mặt hàng thiết yếu này luôn được cho là có nhiều mập mờ nhất. Nhằm khắc phục tình trạng này thì chuyên trang công khai minh bạch hoạt động kinh doanh điện xăng dầu đã chính thức ra mắt trên cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương vào ngày hôm qua mùng 5 tháng 6.
Chuyên trang này có chức năng cung cấp đầy đủ và kịp thời tới người dân và doanh nghiệp các văn bản pháp luật liên quan đến việc điều hành giá, điều hành hoạt động kinh doanh điện xăng dầu. Đặc biệt là các thông tin số liệu liên quan đến giá điện, giá xăng dầu để người dân biết chính xác, rõ ràng vì sao phải mua điện, mua xăng dầu với giá đó. Chuyên trang ra đời được kỳ vọng giúp người dân và doanh nghiệp có thể giám sát được hoạt động của các đơn vị sản xuất điện và xăng dầu, cũng như hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước. Trước đó, Bộ Công Thương thừa nhận chưa công bố công khai đầy đủ các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh điện hay xăng dầu cho người dân. Và nếu người dân còn thắc mắc, băn khoăn về sự minh bạch của giá điện, giá xăng dầu chính là thiếu sót của cơ quan quản lý. Sau một thời gian vắng bóng thì bọ xít hút máu người lại tái xuất ở Hà Nội. Điều đáng lo ngại là theo các nhà khoa học, loài sinh vật này đã phát tán ra khắp thủ đô và hiện chúng đã hung hãn hơn trước đây. Ổ bọ xít hút máu người mới nhất vừa được phát hiện tại một gia đình ở phố Vương Thừa Vũ, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Rất may, những con bọ xít này chưa hút máu ai. Các nhà khoa học tại Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật cho biết, loài bọ xít này có xu hướng phát tán ngày càng rộng. Hiện nay, ở tất cả các quận huyện của thủ đô đều ghi nhận có sự xuất hiện của loài này. Ngay cả những nơi sạch sẽ nhất như một vài khu chung cư cao cấp cũng đã phát hiện bọ xít hút máu. Bên cạnh đó, nếu như trước đây, bọ xít hút máu chủ yếu xuất hiện ở các trang trại, vùng đệm vườn quốc gia, vùng trung du, thì nay chúng tấn công mạnh ở thành phố, nhất là Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Đáng lo ngại, bọ xít hút máu đang trở nên nguy hiểm hơn. Nghiên cứu của Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật cho thấy, trước đây, thời gian phát tán của loài này là trong 3 tháng, tháng 6, tháng 7, tháng 8, thì nay kéo dài đến tận tháng 9. Trước đây, khi bị bọ xít đốt, nạn nhân thường chỉ có dấu hiệu sưng, ngứa, phù nề. Nay có những trường hợp phải cấp cứu. Mặc dù chưa ghi nhận ca bệnh tại Việt Nam, tuy nhiên công tác phòng chống viêm đường hô hấp cấp khu vực Trung Đông MERS đã được các đơn vị y tế tại thành phố Hồ Chí Minh triển khai nhanh chóng. Bên cạnh việc kiểm soát ngay từ cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất đối với các hành khách từ nước ngoài thì bệnh viện nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh cũng đã sẵn sàng nhân lực và vật lực trước khả năng dịch đến Việt Nam. Khu vực cách ly của khoa nhiễm D, bệnh viện nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh hiện có 16 phòng với tổng số 50 giường bệnh. Đây sẽ là nơi các bệnh nhân nghi nhiễm MERS được chuyển về điều trị theo chỉ đạo của Sở Y tế thành phố. Tùy vào mức độ bệnh nhân nhập viện, bệnh viện sẽ tiến hành cách ly từng phần, tránh lây nhiễm chéo ngay trong bệnh viện. Các phòng cách ly được trang bị bộ monitor trung tâm để theo dõi diễn biến 24/24, hệ thống oxy phục vụ trong quá trình điều trị. Ngoài ra, phòng áp lực âm sẽ cách ly toàn bộ mọi tác nhân gây bệnh với môi trường ngoài. Tuy nhiên, sẽ áp dụng với những bệnh nhân đặc biệt. Các bác sĩ và điều dưỡng cũng đã được huấn luyện theo phác đồ điều trị của Bộ Y tế ban hành, sẵn sàng ứng phó khi có bệnh nhân viêm hô hấp cấp Trung Đông. Khu vực cách ly này đã được xây dựng và phục vụ trong các đợt dịch lớn của thành phố như H1N1 từ năm 2009. Trước nguy cơ dịch MERS lần này, công tác cách ly điều trị tiếp tục được xem là phương án tích cực quan trọng nhất. Hiện tại, trên thế giới ghi nhận gần 700 người nhiễm phải căn bệnh do virus corona gây nên. Riêng tại Ả Rập Xê Út, đã có 282 người thiệt mạng. Ngày 2 tháng 6 vừa qua đã xảy ra một vụ đâm va giữa một xe ô tô 15 chỗ chở khách và một xe tải tại Thái Lan, làm 12 người Việt thiệt mạng. Nỗi đau của các gia đình có người thân thiệt mạng càng tăng lên gấp bội khi các nạn nhân bị cháy đen đến mức phải xét nghiệm ADN để nhận dạng. Cho đến ngày hôm qua, thì giới chức Thái Lan vẫn chưa cho người nhà của các nạn nhân nhận xác người thân vì phải còn chờ kết quả xét nghiệm ADN. Trong khi đó, tại quê nhà, các gia đình vẫn ngày đêm mong ngóng trong nỗi đau và nước mắt. Ghi nhận của nhà phóng viên VTC14 tại Hà Tĩnh. Đã 4 ngày kể từ khi biết hung tin, người mẹ này vẫn không thể gượng dậy nổi. Đứa con trai hè Tết sẽ về, mà trong phút chốc đã ra đi với hình thù cũng chẳng còn nguyên vẹn. Em cho về là khi bố mẹ mình cảm thấy thương con thích thật, bố thương hỏi cho về đi. Hỏi bữa thì khỏe cho bữa nên thì còn như tự đứt nó hộp rọt như bữa nó nhỏ, không thể đi được. Mẩn mê chiếc áo, kỷ vật duy nhất mà người con trai tên Trần Văn Cường để lại. Như muốn níu giữ, vớt vát những yêu thương, kỷ niệm về đứa con bạc mệnh. Không biết đến bao giờ thi thể người thân mới được đưa về với quê hương, gia đình. Người cha này chỉ biết ngồi đây, lặng nhìn di ảnh con, quặn thắt trước chân dung trẻ trung, khỏe mạnh của chàng trai vừa mới bước qua cái tuổi 20. Lúc này đây, con trai ông đang cô đơn, lạnh lẽo nơi đất khách.
Gia đình lúc đó thì bối rối thì đau ơn vì một đứa con. Thì là bên con đường là chùa ăn bài chùa cắt về thì cũng đau xót. Thì lúc chùa đó thì vừa thì khóc. Thì thấy con mình chết rồi. Thì vừa càng lo to thế này là bị thêm mấy chùa con nữa. Cái đối tượng mà đi lao động ở Thái Lan hiện nay trên địa bàn Cần Lộc là khá nhiều, gần đến 2.000 đối tượng. Thì những đối tượng này là cơ bản lao động tự do. Đấy. Họ chỉ thông qua một cái giấy thông hành rồi hàng tháng họ làm các thủ tục. Nên việc này cũng rất là khó quản lý trong việc lao động tại Thái Lan. Trong số 12 nạn nhân thiệt mạng thì Cát Lộc Hà Tĩnh đã có đến 4 người. Họ ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Bố mẹ mất con, ông bà mất cháu. Đau thương hơn khi họ cũng chẳng được nhìn mặt thân nhân lần cuối. Mòn mỏi, ngóng trông, ngày đêm chờ mong thi thể từ nơi đất khách. Làng quê vốn đã nghèo với những mảnh đời lắm khó khăn, nay lại càng khắc khổ trong bầu không khí tang thương, ảm đạm. Chuyển sang phần tin quốc tế, ngày hôm qua mùng 5 tháng 6, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Anh David Cameron đã đưa ra thời hạn chót mới đối với Nga. Theo đó, cho Moscow một tháng để đáp ứng các điều kiện của họ ở Ukraine, nếu không sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt tiếp theo. Động thái trên diễn ra tại một cuộc họp báo chung sau hội nghị thượng đỉnh nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7, trong đó Thủ tướng Cameron nhấn mạnh để tránh những biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn, Tổng thống Nga Vladimir Putin phải đáp ứng được 3 điều kiện. Đó là công nhận ông Peter Poroshenko được bầu làm nhà lãnh đạo mới của Ukraine, ngăn chặn dòng vũ khí tuồn qua biên giới và ngừng hậu thuẫn các nhóm ly khai tập trung ở miền đông Ukraine. Nếu những điều này không được thực hiện thì các biện pháp trừng phạt nhằm vào các lĩnh vực kinh tế chủ chốt của Nga sẽ được áp dụng. Tháng tới sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá xem liệu Tổng thống Putin có thực hiện những bước đi này hay không. Cũng trong ngày 5 tháng 6, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã có cuộc gặp với Tổng thống mới đắc cử của Ukraine Poroshenko tại thủ đô Berlin, Đức. Tại cuộc gặp, bà Merkel cam kết hỗ trợ phát triển cho Ukraine. Cuộc bầu cử tổng thống tại Ukraine hồi cuối tháng 5 vừa qua là cuộc bầu cử tự do và công bằng, phù hợp với các tiêu chuẩn của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE. Đức sẽ hỗ trợ Ukraine trong quá trình ổn định và phát triển kinh tế. Về phần mình, Tổng thống Poroshenko bày tỏ sự cảm ơn đối với Đức trong việc hỗ trợ các nỗ lực của Ukraine hội nhập Liên minh châu Âu và tiến hành cải cách kinh tế. Ông Poroshenko cho biết, trong tương lai, Ukraine sẽ chú trọng việc phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ngày hôm nay mùng 6 tháng 6 đã lên tiếng hối thúc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân nhằm đẩy nhanh tiến trình thống nhất giữa hai miền. Phát biểu trong một buổi lễ kỷ niệm tại thủ đô Seoul, Tổng thống Park Geun-hye hối thúc Triều Tiên đưa ra một quyết định trong việc từ bỏ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân sớm nhất có thể, để có thể hướng tới con đường hòa bình và thống nhất. Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc cũng đã từng cảnh báo về hiệu ứng domino tại khu vực Đông Bắc Á nếu Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân tiếp theo. Theo bà Park, một hiệu ứng của một vụ thử hạt nhân mới tại khu vực vốn đã bất ổn này là các nước lân cận lo sợ dẫn đến việc phát triển kho vũ khí hạt nhân riêng. Nữ Tổng thống Hàn Quốc đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ với Trung Quốc, cho rằng Trung Quốc đóng một vai trò trụ cột trong việc duy trì ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Tòa án Trung Quốc vừa kết án tử hình 9 người với tội danh thực hiện các hành vi khủng bố ở vùng Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc. Hai người khác chịu mức án tử hình nhưng được hoãn thi hành trong thời hạn 2 năm. Sau thời gian này, bản án sẽ được xem lại. Các bản án được đưa ra sau một loạt các vụ tấn công chết người, bao gồm vụ giết hại 31 người gần đây tại một khu chợ thuộc thủ phủ Urumqi. Những người lĩnh án nằm trong số 81 bị cáo nhận các mức án khác nhau, bao gồm án tử hình, tù trung thân và mức tù dài hạn. Các phán quyết do 6 tòa án khác nhau ở vùng này đưa ra. Cũng trong ngày hôm qua, giới chức Tân Cương đã bắt giữ thêm 29 nghi phạm với các tội như kích động chủ nghĩa ly khai. Hoạt động bắt giữ này là một phần trong chiến dịch trấn áp sau khi xảy ra các vụ tấn công chết người mà người ta quy trách nhiệm cho các phần tử Hồi giáo và các chiến binh khác. Một năm sau ngày cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden tiết lộ về chương trình do thám quy mô lớn của cơ quan an ninh quốc gia Mỹ NSA, hàng loạt các tập đoàn công nghệ hàng đầu đã lần lượt công bố các chiến dịch và dự án bảo mật nhằm ngăn chặn mọi hành vi do thám cũng như thúc đẩy quyền riêng tư.
Theo đó, ngày 5 tháng 6, một liên minh gồm các công ty và nhóm các nhà hoạt động công nghệ đã phát động chiến dịch mang tên Reset the Net, tạm dịch là tái khởi động mạng, nhằm thúc đẩy việc mã hóa dữ liệu giúp người dùng Internet có thể tránh sự giám sát của chính phủ Mỹ và NSA. Hòa chung với những nỗ lực tăng cường tính bảo mật cho người sử dụng, nhóm các ông lớn của Microsoft, Facebook, Google và AOL cùng ngày đã gửi một bức thư đến giới lập pháp Mỹ, trong đó kêu gọi các nhà chức trách cần thay đổi và điều chỉnh các chương trình tình báo nhằm tránh vượt quá giới hạn và vi phạm quyền cá nhân. Hôm qua, Cục Giao thông An toàn Australia thông báo họ sẽ tiếp tục tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia mất tích MH370 tại Ấn Độ Dương. Trong khi đó, các nhà khoa học nước này cho biết các thiết bị đo đạc đáy biển dùng để dò tìm động đất đã ghi nhận được một âm thanh bí ẩn tại Ấn Độ Dương ngay trong ngày chiếc máy bay mất tích. Theo website của Cục An toàn Giao thông Australia, dựa theo kết quả phân tích và thông tin mới, Cục tin rằng MH370 đã rơi tại khu vực mà chiếc máy bay này đã liên lạc với vệ tinh lần cuối cùng, tức là lần thứ 7 ở Ấn Độ Dương. Những dữ liệu mới sẽ thu hẹp diện tích tìm kiếm từ những vùng nước dọc theo vòng cung kéo dài ở phía nam Ấn Độ Dương, diện tích rộng khoảng 60.000 km2 như trước đây, xuống còn 650 km2. Còn các nhà nghiên cứu tại Trường Đại học Curtin Australia cho rằng các âm thanh tần số thấp mà các thiết bị đo đạc đáy biển dùng để dò tìm động đất có được, có thể đã được tạo ra khi một chiếc máy bay chở khách lớn đâm xuống biển với tốc độ cao. Như vậy, sau nhiều tháng tìm kiếm chìm trong vô vọng, Australia lại có thêm manh mối trùng hợp để tiếp tục lần theo dấu vết của chiếc máy bay chở theo 239 con người. Hủ tục giết người danh dự luôn là nỗi ám ảnh của những người phụ nữ ở quốc gia Hồi giáo Pakistan, là tấn bi kịch đã cướp đi sinh mạng của không biết bao nhiêu phụ nữ ở quốc gia Nam Á này. Mới đây nhất là một phụ nữ 25 tuổi người Pakistan đã bị chính người thân của mình, trong đó có cha và anh trai, ném đá tới chết vì kết hôn không theo sự sắp đặt của gia đình. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn sống sót như cô gái 18 tuổi trong phóng sự sau đây, dù cô bị gia đình bắn tới 2 lần và ném xuống một con kênh. Phát ngôn viên của cảnh sát ở Hafizabad, tỉnh Punjab cho hay, nạn nhân tên Saba Masood đã bị tấn công bởi cha, chú và anh trai của cô trước khi cô bị ném xuống kênh. Cảnh sát cho biết đây là một trường hợp giết người vì danh dự gia đình. 5 ngày trước khi bị tấn công, Saba đã kết hôn với người mình yêu, anh Muhammad Qaisar, cũng chính là hàng xóm của cô. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này đã bị phản đối do không muốn đăng hộ đối với gia đình cô. Họ đã đánh đập tôi dã man, sau đó họ còn bắn tôi nữa. Phát đạn đầu tiên trúng cằm, phát thứ hai thì trúng tay. Họ nghĩ tôi đã chết nên vứt xuống kênh. Nhưng tôi vẫn sống sót, tôi vẫn tỉnh táo. Hiện sức khỏe của Saba đang tiến triển tốt. Cảnh sát đã ra lệnh bắt giữ những đối tượng tấn công Saba. Tuy nhiên, những người này đã biến mất trước khi cảnh sát xuất hiện. Cách đây ít tuần, một phụ nữ tại Lahore, Pakistan, tên Fazana Iqbal cũng đã bị người thân tấn công và ném đá đến chết. Nguyên nhân cũng bởi cô cãi lời gia đình, kết hôn với người mình yêu. Thời gian qua, tại Pakistan liên tục xảy ra nhiều vụ giết người vì danh dự. Tại đây, việc một người cưới người mình yêu khi chưa được đồng ý bị quy vào tội làm tổn hại danh dự gia đình. Theo số liệu thống kê của Tổ chức Nhân quyền Pakistan, trong năm 2013, có 869 trường hợp giết người vì danh dự, nhưng con số thực tế có thể cao hơn. Nhật Bản luôn là quốc gia đi đầu trong việc chế tạo các loại robot để đảm nhiệm các công việc của con người. Hôm nay, tập đoàn viễn thông hàng đầu nước này SoftBank đã gửi giới thiệu các robot mô phỏng hình dáng con người tại một số cửa hiệu bán điện thoại di động để phục vụ khách hàng. Theo tập đoàn SoftBank, những chú robot được lập trình một phần mềm để có thể thực hiện nhiều động tác cơ thể nhằm hỗ trợ cho trạng thái tình cảm này được bán với giá khoảng $1,900 cho một sản phẩm. Tốc độ tính toán đã tăng lên đáng kể trong đơn vị xử lý trung tâm CPU của các robot. Từ đó, chúng có thể xử lý các tình huống nhanh hơn và sớm biểu lộ cảm xúc hơn. Tại một cửa hàng điện thoại ở thủ đô Tokyo, khách hàng rất ngạc nhiên với nhân viên bán hàng mới có tên là Pepper này. Tôi cảm thấy khá thoải mái khi giao tiếp với chú robot này, nhưng nếu nó được cải tiến hơn nữa thì tôi e rằng nó hơi đáng sợ. Tập đoàn SoftBank cho biết, chú robot này được trang bị 25 loại cảm biến nhằm đảm bảo nó không thể tấn công hay gây thương tích cho bất kỳ ai, và Pepper có thể hoạt động trong 12 giờ sau khi sạc pin khoảng 6 tiếng. SoftBank đang cân nhắc hợp tác với công ty công nghiệp chính xác Hon 2 của Đài Loan sản xuất hàng loạt các robot này.
Năm 2010, tập đoàn viễn thông này đã tiết lộ kế hoạch phát triển các robot có trí thông minh nhân tạo tiên tiến và từ đó đã xúc tiến nghiên cứu thị trường và thành lập một công ty kinh doanh robot hồi năm 2013. Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc bản tin Nhật ký cuộc sống ngày hôm nay mùng 6 tháng 6 của kênh VTC14. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi từ quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.